xôi chân trời. Ai qua đây lần đầu tiên thấy quyến luyến như đang gọi mời. Gần xa quen một tấm lòng, gọi tên em là chính lòng. Năm tháng u nơ sông tiền phù sa đắp thêm. Hello, chào các bạn. Chào các bạn trên YouTube. Chào các bạn trên Facebook. Hôm nay mình đi quay dài ở cái quầy lan chuẩn bị sắp Tết, sắp bán Tết nha các bạn, cho các bạn xem nha. Mình sẽ vô này, mình quay dài đây nè, đang để cho các bạn xem. Đó, hồi nãy các bạn thấy không? Mình đi trong một lây. Quê đi nha. Quê xin phở nha. Quá trời, cái này lan quá trời đẹp ha. Lan tôi hả? Lan tôi Mạnh Khương đem về trển mới. Còn mới chết về dài riết cũng hết rồi. Tôi cây lùng được là cái chỗ cây cắt huyện của ông đâu ra là ông anh của ông. Ra đem mua đồ hoài, tôi cho nó chứ ai. À, em rể. Em rể. Hôm nay ghé cái quầy bán lan của bạn, ở cây lan chung với các bạn. Hôm nay gặp ông thầy luôn. Thầy ở trong chùa Giáp Thiên. Thầy giờ thầy về lên đâu về vườn lan cậu gì? Cậu có da. Cậu có da hả? Dạ. Dạ. Bữa nào ông lên trển chơi à? Thầy thầy chắc nhóc cái thầy chơi cửa nhà tôi bỏ trống. Tôi kêu xe khác chở cái hai vừa làm hoài vậy. Rồi tiếng chơi. Cái này cái gì vậy? Cái này cái gì? Một bông lan. Ồ đẹp quá. Cái này bán đỡ không? Té đâu mà đỡ. Té đâu mà đỡ. Té mà đỡ chứ còn bình thường thôi. Bình thường không té đâu có đỡ không? Đây, cái anh này bán toàn là chậu, kiển, cây kiển. Cây này cũng đẹp nữa các bạn ơi. Mình cũng bị bán Tết. Mình đi qua dùng vòng vòng mấy cây mình cho các bạn xem nè. Mấy cây này cũng đẹp quá. Cây gì đây? Lan thầy cái này ở trên kia phát triển dữ không? Lan con không hả? Lan con không hả? Còn ở dưới này mới có mà cây mới lớn phải không? Cây đến nhiều vài ngàn đô rồi, nó nhiều. Cây vài ngàn đô hả? Dữ vậy? Nhiều cây vài ngàn đô. 100 cây vài ngàn đô hả? Nhiều cây. Nhiều cây vài ngàn đô. Hết đất đó, rõ chứ nhiều. Dạ. Bán hết đất luôn. Bán hết đất luôn hả? Vừa lan vừa đất luôn hả thầy? Thầy mua cây đó hả? À, lấy mấy chậu hả? Lấy cái chậu coi thử. Thầy đến vô chậu cây gì? Vuông đẹp lắm ạ. Chậu vuông này đẹp nè. Lạ. Ờ, vô cái tùng hả? Ôi, nọc trụ đẹp quá. Này không đá không? Ờ, cái này cũng đẹp nè. Lấy dầu này cho thầy. Cái này đẹp nè. Giòn quá. Giòn hả? Giòn quá. Giòn để cũng đẹp. Bao nhiêu là cậu xương mài. Nguyên tú rồi. Vậy là cái đó khai thác hả? Dạ. Bencho. Bencho này nở đẹp quá các bạn ơi. Đây là chuẩn bị hàng bán Tết à, nguyên cái này là chậu này, nó chuyên gia bán chậu. Bán mấy cây cảnh, cây kiển.
quay con xem nè. Con này dễ thương quá. Đó. Này mấy cây này các bạn thấy không? Nó nói chung nó mọc vậy, nó cắm vậy nè, chứ nó không có rễ cái gì, nó bám vô đất gì nè. Các bạn thấy không? Nó sống là không khí với hơi nước, sương hơi gió. Chứ không có tầm mà đất. Không biết cái tên cây gì mình không đành. Cây này tên cây gì không? Không khí hả? Ồ, tên cái không khí. Nó hơi ngộ quá. Nó sống vì không khí. Nó sống vì không khí, đặt cái tên không khí luôn hả? Ông Đàn. Nó sống không khí thì đặt tên không khí luôn hả? Mới mốt rảnh rảnh còn lên thầy nha. Đây chào các bạn, hôm nay mình đi ra quầy lan nha, quay cái quầy lan này các bạn xem nha, lan này chuẩn bị bán cho cái dịp Tết mà các bạn, cái cháu bán quầy lan này nó cũng quen. Dĩa lan ngọt quá. Chào anh. Rồi, đi khỏe ha. Hồ điệp cái này giá nhiêu cây vậy con? Dạ, 150. 150 hả? Ồ, cũng nói quá ha. Lúc này chứ nếu mà Tết có lên không? Không biết. Ờ, nhiều khi Tết hút hàng nó lên cái 170, 180 cũng chừng ha. Thường thường mình ở Việt Nam mình là vậy đó. Cứ hút hàng là lên giá. Rồi, lấy rồi đại ca ơi. Nè, nó bán nè, lại mua đi Hiền ơi. Nhiêu con cây đó, nhiêu con? 120 cây hả? Cái đó kêu cây gì? Dạ, phát lộc. À, phát lộc. Trời ơi, bỏ gọn băng chứ nó ăn nó. Nó bỏ trong cái bịch ni lông cái mình chở chứ gì đâu. Ê, ngã coi. Không có cái này không có hơi. À, thôi. Mày mua về để mấy cái góc góc nhà thì. Đẹp à. Kiếm lửa quá trời, kiếm lửa đang hơi trơn. Mới mua thuốc kìa, ăn thì kiếm lửa. Mấy cây cây trồng thì không nấu. Nó chỉ thuốc, đem về bỏ thuốc. Quay làng làng lan bên đây cho các bạn xem nha. Chào con, cho chú quay lan chơi chút nghe con. Này tên trô hả con? 100 đồng, ế 100 ngàn hả, mà 3 cây hả? Ồ, 100 ngàn 3 cây.
cái này kêu cái gì đó? Kim ngân. Kim ngân vạn lượng. Cái đỏ đẹp quá. Các bạn ơi, đây là gác lê da, bông đỏ đẹp quá. Cái này đó hả? Dạ, ướt quệ đó. Ồ, đẹp quá. Bốn cây này 150 ha? 150 hả con? Dạ. Mua đi ông Huyền ơi, đại gia mà. Ờ, đại giá quá trời. Rồi vô cho ổng đi con. Bông đỏ đẹp quá trời. Rồi mua thêm đi. Đại gia hiền mà mua nhiêu cũng được. Cái áo quá. Gia nhiều thịt không? Đây. Đó là 70 em hả? Bán đỡ không? Được ạ. Nơi ra hả? Giờ bèo quá là bèo quá không chịu. Quá trời cạnh tranh. Xưa lúc là đời kia là bán ít ít lại nhiều ngon, bây giờ là bán số lượng nhiều. Heo quá trời. Làm giàu cho giám đốc nè. Giám đốc còn có cất nhà nữa, đi tiền công thợ 3 tỷ mấy luôn. Quá trời. Quá trời. Chiếc mới làm rồi. Mới làm có năm mấy còn con một chiếc. giá hạt rừng à, lan rừng 2 cây nữa. Chú có cây đua cáo mà nó chưa ra bông, hồi năm rồi nó ra 7 rồi á, lá ra đâu có lá còn không. Không phải giá hạt, cây của chú đua tròn đua cáo á, đua cáo à. Mấy cây đó, mấy cây ngọc liễm đó các bạn. Đó, ngọc liễm này là ngay Tết nha. Hôm nay nó có dậy vậy là Tết là nó nở. Này bạch ngọc liễm nha các bạn. Bạch ngọc liễm là nó màu trắng. Trắng nó nở bung ra đẹp, nó thơm. Này là hồ điệp. Cái này cái gì đẹp quá. Cái này cái gì coi? Ồ, cúc đồng tiền. Đẹp quá. Cái này bao nhiêu con chậu vậy? Ồ, 60.000 con chậu. Qua wow, cái màu này thấy lạ nè. Màu lạ. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!